phải cố quên người. Dù có tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh, chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Phải cố quên người, dù có tim muốn gì vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tay, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn, sao tôi nhớ mong người tìm bé nhỏ tìm... Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác ạ. Vừa rồi thì các bác và anh em vừa được nghe bài nhạc qua một bộ dàn chưa tới 15 triệu các bạn. Một bộ dàn mà hôm nay em Hải muốn thanh lý tới các bác và giá cực kỳ tốt, ngon, bổ, rẻ, giá chưa tới 15 triệu. Âm thanh rất là xuất sắc đúng không bác? Và hôm nay thì lên sóng tới các bác một combo karaoke với cặp loa bát 30, phù hợp cho các bác có thể là sử dụng trong không gian gia đình khoảng từ 30-35m² đổ lại. Giá giảm còn 14.700.000, gồm 4 thiết bị sản phẩm. Đầu tiên là một chiếc đẩy bãi CBTD5. Đây là chiếc đẩy thương hiệu của Đức, hàng bãi xịn, giá là 3.300.000, giảm còn 2.900.000. Và một chiếc vang cơ lai số hàng mới đập hộp của thương hiệu CAVSK3000, giá là 2.500.000, giảm còn 2 triệu. Và một bộ micro không dây hàng mới đập hộp của thương hiệu CAVST4i, giá là 2.500.000, giảm còn 2.200.000. Và một đôi loa bát 30 hàng bãi xịn thương hiệu của Pháp, ABTAM LM12S, giá 9 triệu giảm còn 7.600.000. Vậy là tổng combo karaoke nếu mà chưa chiết khấu giá là 17.300.000, thì giảm còn là sau khi chiết khấu còn là 14.700.000 các bạn. Giá cực kỳ hấp dẫn. Hiện tại em chắc chắn cam đoan các bác rằng là hiện tại các bác không thể tìm đâu trên thị trường anh em nào bán một bộ dàn chưa tới 5 triệu có thể chất âm hay bằng như thế này và sản phẩm thương hiệu chất như thế này ạ. Và em Hải sẽ quay các bác từng thiết bị ạ. Đầu tiên là bộ micro không dây hàng mới đập hộp thương hiệu CAVST4i, thiết kế rất là đẹp mắt, tay mic màu đen ạ. Thì bộ mic này có tính năng là tự ngắt này, gia tốc, rất là nhiều tính năng hay. Và chiếc vang cơ lai số của thương hiệu CAVS cũng là hàng mới đập hộp, model là K3000. Chiếc vang cơ lai số này thì có điều khiển tinh chỉnh từ xa rất là tiện lợi, và có thể là tinh chỉnh rất là dễ dàng với một chiếc Tolivit. Các bác có thể chỉnh được này, phần bass trung chép của mic, bass trung chép của nhạc, phần sub và echo, reverb hiển thị tất ở trên này, dễ hiểu, dễ sử dụng, dễ kiểm soát. Và một chiếc đẩy công suất 2 kênh cho công suất là 600W trên một kênh, chạy mạch GTD, một trong những dòng mạch cao cấp nhất hiện tại trên thị trường. Đây là đẩy bãi xịn các bác ạ, CB Autic TD5, thương hiệu của Đức. Thì chiếc đẩy này thì công suất là 600W, đánh với đôi loa bát 30 APTAM này thì rất là căng và thoát được tiếng của đôi loa chất lượng APTAM LM12S này. Hàng đẹp và chất âm rất hay. Thì âm thanh của đôi loa này cho ra là thiên về giải trung và giải chép, cho nên là khi các bác nghe nhạc tiếng rất là sáng và tí tách như vừa rồi em vừa bật, và tiếng mic cũng rất là lợi lời, rất là lợi lời các bạn. Thì combo karaoke tổng trị giá là 14.700.000 này, giá thanh lý rất là rẻ rồi. Nhưng mà khi các bác mua combo này, em Hải vẫn sẽ tặng các bác một phần quà nữa, đó chính là tặng các bác đầy đủ phụ kiện dây jack. Nếu các bác mua lẻ thì sẽ không được tặng dây jack, nhưng riêng các bác mua chọn combo này thì em sẽ tặng các bác là dây jack, những dây kết nối như Canon,
hay là dây quang, là dây đều đầy đủ hết. Dây ra loa đều là những dây rất là xịn và chất của bên em vẫn sử dụng hay là vẫn tặng kèm các bác khách hàng. Và thời gian bảo hành đối với bộ combo này thì em sẽ bảo hành các bác đối với hàng bãi, riêng đẩy và loa là hàng bãi em sẽ bảo hành là 6 tháng. Mic và vang, hàng mới đập hộp, hàng chính hãng nhập khẩu em sẽ bảo hành là 1 năm ạ. Bây giờ em sẽ bật thử cái tai mic này lên để các bác alo vài câu, các bác nghe thử chất âm của mic nhé. Lên 1 2 3 4 5 6. Lên chân mic rất là vượt mà đúng không các bác? Hát echo rất là vượt. Sử dụng là chip echo 48 bit cho nên là lợi lời, lợi phần echo rất là tốt và reverb thì tiếng rất là sáng. Lên còn buồn không nghe sau đêm về là mình một mình. Ok các bác. Hôm nay thì lên sóng duy nhất tới các bác và mọi người một bộ dàn em thanh lý một bộ duy nhất các bác nhé. Không có bộ thứ hai và cũng không thể tìm đâu trên thị trường một bộ mà chất âm hay như thế này. Hãng tương ứng, chất lượng chất hãng tương ứng mà giá thành dưới 5 triệu như bộ combo này các bạn. Đấy. Bây giờ thì sẽ bật đoạn nhạc lại cho các bác cùng nghe đoạn lạc có lời ạ. Môi ta vang xin tim hãy cố quên người. Xin cho ngôi ngoài tháng năm mình còn nhau. Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong đầu. Quên đi đôi môi nhớ xưa môi tìm môi. Quên đi tim môi hai ta hãy cố quên người. Dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên. Âu vẫn chưa quên được. Tháng năm vẫn chưa quên được. Vẫn còn đợi chờ. Biết nên bao giờ vẫn không sao đành. Tháng năm vẫn không sao đành. Này hỡi tim môi mong sao ai ta sẽ quên. Ta đang tìm cách quên người. Phải cố quên người. Dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chắc quá tuyệt vời đúng không bác? Một bộ dàn vừa hát vừa nghe, không gian khoảng từ 30-35 mét vuông gia đình trở lại. Giá thành chưa tới 15 triệu. Rất là tuyệt vời, một bộ duy nhất các bạn. Các bác nào quan tâm đến bộ combo karaoke này cũng như các sản phẩm của Hiếu Minh Alo có thể liên hệ qua em với số điện thoại hotline. Và bộ combo này thì em thanh lý duy nhất một bộ trong cơ sở miền Nam. Các bác nào quan tâm liên hệ cho em Hải đang cầm, hiện tại số là 0982352313, miền Bắc số là 0919182223. Ở đây là các địa chỉ cửa hàng bên em ạ. Và em có hỗ trợ trả góp nhé. Đấy, các bác nào mà cần trả góp thì có thể là cầm căn cước công dân qua trực tiếp cửa hàng em có thể trả góp đúng bác. Ok, và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio. Xin chào và hẹn gặp lại.